Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đã quay trở lại một tựa game rất là mới, nhưng mà cách chơi thì không mới xíu nào. Thì đó là tựa game Hotel. Thì tựa game này là một tựa game có một lối chơi khá giống Monopoly, cũng là xây nhà và thu tiền thuê nhà, nhưng mà sẽ có một số điểm khác nhau và rất là thú vị. Như hại não thì cùng mình khám phá xem là cách chơi và trong game này có gì ha. Hello, thì trước khi xem video, các bạn nhớ click và đăng ký kênh của mình và bấm vào hình cái chuông để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Tại vì là nhiều khi mình ra video cả tiếng luôn mà vẫn không có xem hết, buồn kinh khủng luôn. Ok, tiếp tục xem video nào. Ok, thì bây giờ cùng mình mở hộp thử là trong hộp này có gì ha. Thì game này dành cho người từ 8 trở lên và cho 2 tới 4 người chơi. Thì game này cũng có một cái bản đồ như thế này. Giống Monopoly. Đó. Và một cuốn sách hướng dẫn. À, tiền thì mệnh giá ở trong game này là gồm từ 50 cho tới 5.000. Đó, thì xíu nữa mình sẽ phát cho mọi người chơi. Và trong này sẽ có hai con xúc xắc. Một con thì từ 1 tới 6 bình thường. Và một xúc xắc thì nó có rất là nhiều màu và những ký hiệu như thế này đây, thì xíu nữa mình sẽ giải thích về con xúc xắc này sau. Và vì 4 người chơi nên là sẽ có 4 màu sắc khác nhau cho mỗi cái xe. Đó. Và những ký hiệu màu vàng này thì sẽ tương ứng với cái lối vào của hotel hoặc là cái mảnh đất mà bạn đã mua. Và đây là các mảnh đất mà chúng ta đã có. Và một điều đặc biệt là ở game này thì nó sẽ có những cái mô hình nhà nó rất là sống động như thế này đây, chứ nó không còn làm những cái nhà màu xanh hoặc là nhà màu đỏ như là Monopoly nữa. Đó, nó có những tòa nhà thế này đây, rất là hấp dẫn. Và ngoài ra thì nó sẽ có những cái mảnh vườn, kiểu như là các bạn xây nhà xong, các bạn xây một tòa nhà, hai tòa nhà, ba tòa nhà, thì khi các bạn đã xây hết tòa nhà rồi thì các bạn sẽ được xây những cái mảnh vườn. Thì những cái mảnh vườn này nó sẽ tương ứng với cái sao của cái mảnh đất hoặc là cái hotel của bạn, từ 1 sao tới 3 sao hoặc là tới 1 sao tới 5 sao tùy theo cái mảnh đất mà bạn đã mua. Thì bây giờ mình sẽ set up và mình sẽ chơi thử, hướng dẫn cách chơi và chơi thử cho các bạn một vài ván ha. Ok, thì đây là set up của game của mình đây các bạn ha. Thì các bạn thấy là game này set up cũng hơi cực, tại vì các bạn phải ráp những cái mô hình nhà thế này đây. Thì đây là cái map của chúng ta. Đó, thì chúng ta, các bạn thấy là đây là vạch xuất phát. Và đây là những cái con đường mà chúng ta sẽ đi khi chúng ta đổ xúc xắc. Và đây là những cái mảnh đất có tên. Thì cái này là Bomberam nè, cái này là Fuyama nè, cái này là President nè, cái này là Royal nè, cái này là Le Toile nè, cái này là Safari nè, cái này là Tamaha và cái này là Waikiki. Thì những cái mảnh đất này nó đều có những cái tòa nhà khác nhau. Thì ví dụ như là Bomberam thì các bạn được xây thế này, được xây một cái tòa nhà ở đây và một mảnh vườn. Tất cả những cái mảnh đất đây đều có, chúng ta đều có thể xây mảnh vườn. Thì ở Fuyama thì các bạn có thể xây 3 tòa nhà và mỗi cái mảnh đất nó sẽ có những cái số lượng tòa nhà tương ứng khác nhau. Và đây là những cái tòa nhà của những cái mảnh đất đây. Thì đây là tòa nhà của mảnh đất Resident nè, Bomberam nè, cái này là gì đây, cái này là Safari. Thì những cái mảnh
tất là nó đều có tên hết, nó đều có tên ở đây hết. Và đây là Tahama nè, cái này là Fuyama nè, cái này là Le Hoi Le nè, cái này là Royal nè, và cái này là gì đây, tên gì đây không thấy. Wakiki đây. Wakiki các bạn có thể xây được 4 xây được 5 tòa thế này đây. Đó thì đây là những cái lá bài của từng cái mảnh đất chúng ta. Đó thì tương ứng ví dụ như là bây giờ các bạn mua mảnh đất hết 1.000, 1.000. Sau đó các bạn mua cái kiểu như là cái lối vào của mảnh đất của bạn thì hết 100. Xây tòa nhà đầu tiên thì hết 2.000. À, 2 thì được 1 sao này. Tương ứng đó, tương ứng khi các bạn xây đủ vườn thì các bạn sẽ được 3 sao. Đó. Thì tương ứng khi các bạn ví dụ như là khách ghé qua nhà bạn, nếu bạn 1 sao thì khách ghé qua nhà bạn thì khi họ tới những cái ô mà bạn có cái lối vào, ví dụ như là mình đang có cái mảnh đất Bumbaram đây và mình đặt cái lối vào đây, thì khi mà khách họ tới cái ô này thì họ phải nghỉ ở cái nhà Bumbaram của mình, và khi và họ sẽ phải tung sổ sách để mà họ biết cái số đêm mà họ sẽ phải nghỉ lại. Thì tương ứng ví dụ như là cái nhà Bumbaram, nhà Fujima của mình là có một tòa nhà 1 sao và họ nghỉ 5 đêm thì họ tốn mất 500 thôi. Thì đó là cái luật chơi của tụi mình. Và những cái ô này là nó có ý nghĩa gì? Thì khi các bạn tới những cái ô này đó, thì các bạn được xây. Ví dụ như là mình đã mua mảnh đất Bumbaram, mình tới cái ô cô này thì mình không thể mua cái mảnh đất, mua cái tòa nhà của Bumbaram được, tại vì nó không, đây nó không có cái vạch màu đen. Khi nào mà có vạch màu đen, ví dụ như mình tới ô này thì mình có thể vừa mua Bumbaram và mình có thể vừa xây ở Bumbaram, mình có thể vừa xây ở Fuyama. Nếu mình có hai mảnh đất, mình đã mua đất trước rồi, khi các bạn tới cái này thì các bạn sẽ được mua đất. Đó, thì nếu mình tới đây thì mình sẽ được mua Bumbaram hoặc là mình mua Fuyama, hoặc mình có thể mua cả hai luôn nếu mình có đủ tiền. Đó, thì tới những cô này thì các bạn sẽ được mua, và tới những cô này thì các bạn sẽ được xây. Và khi các bạn qua cái, đây là cái nhà băng, thì khi các bạn qua đây thì các bạn sẽ được nhận 2.000. Và nếu các bạn ở cái ô này thì các bạn sẽ được miễn phí một cái lối vào, không còn mua. Đó. Và khi các bạn ở những cái ô này thì các bạn sẽ được xây miễn phí một tòa nhà nếu các bạn đã có đất rồi. Nếu các bạn không có đất thì không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như là khi mà mình mới bắt đầu chơi thì mình tới cái ô này, mình mua được Bumbaram, và sau đó thì lượt chơi tiếp thì mình tới cái ô này thì mình sẽ được xây miễn phí một cái tòa nhà Bumbaram này và không cần phải trả tiền. Đó. Và khi các bạn mua, khi các bạn quyết định mua thì các bạn cũng sẽ tung xúc xắc cô này. Thì cô màu xanh thì tương ứng với bạn sẽ mua với giá gốc. Là ví dụ như là tòa nhà của Bumbaram, mình sẽ tiến tới nhà Bumbaram đấy mà. Đây. Thì tòa nhà của Bumbaram mua giá gốc của nó là 1.800. Thì đối với cái khi bạn đã tung xúc xắc tới có màu xanh thì bạn sẽ được mua với giá gốc, tung màu đỏ thì bạn sẽ không được mua, tung cái số 2 này thì bạn sẽ mua với giá gấp đôi, và tung tới cái chữ H này thì bạn sẽ được mua với giá free, không cần trả tiền. Đó là cái luật chơi của chúng ta. Và các bạn cứ đi xuống xuyết như vậy. Ví dụ như là những cái ô mà nó có thế này thì bạn được mua
một trong hai man đất, hoặc là đó. Và tới câu này thì các bạn sẽ được say, được say. Và khi tới câu này thì các bạn có thể say bất kỳ một cái tòa nhà nào mà bạn đã mua đất trước đó. Ví dụ như là mình tới câu này đi, nhưng mà mình mua cái mảnh đất President thì mình vẫn sẽ được xây một tòa nhà ở President, chứ mình không cần phải tới câu này mình mới được nó mới gần cái này mình được xây. Khi mà mình bạn tới câu này thì bạn có thể được xây bất kỳ tòa nhà nào của cái mảnh đất mà bạn đã mua. Và các bạn cứ đi như vậy. Thì khi các bạn qua bên này, các bạn qua bên này thì các bạn sẽ được mua, được mua cái lối vào tương ứng với số mảnh đất mà bạn đã có. Ví dụ như là bây giờ mình qua câu này và mình có hai mảnh đất President và Waikiki thì mình sẽ được mua tối đa là hai cái lối vào đó. Thì khi các bạn qua bên này thì các bạn mới mua, và những câu này thì các bạn sẽ được nhận một cái lối vào miễn phí. Và cứ như vậy bạn đi như vậy. Và bên này nó có một cái đặc điểm rất là hay là khi các bạn kiểu như là các bạn phá sản, các bạn không, các bạn tới nhà, các bạn tung túc sách và các bạn không đủ tiền để trả tiền thuê nhà đó, thì các bạn sẽ phải bán những cái ngôi nhà của các bạn. Thì nó có hai lựa chọn. Thì nếu các bạn kiểu như mình bán, mình có đủ tiền mình trả rồi nhưng mà mình vẫn muốn bán ngôi nhà, thì các bạn sẽ bán với cái giá màu đỏ đó bằng bên cạnh đây đó. Nhưng nếu các bạn kiểu như là các bạn không còn tiền gì hết, các bạn không còn bất kỳ tiền nữa, thì cái mảnh đất của các bạn sẽ được đem ra đấu giá giữa hai người chơi còn lại đó. Thì họ, người nào mà đấu giá cao hơn thì người đó sẽ là người giành cái mảnh đất của bạn. Và khi người ta giành mảnh đất của bạn thì người ta sẽ có hết tất cả những tòa nhà và những cái lối vào mà bạn đã mua trước đó. Ví dụ như là mình có mảnh đất Bombera, mình mua đủ thứ hết rồi, mình mua nhà, mình mua vườn, mình có 1, 2, 3, 4 lối vào. Thì khi mà cái bạn mà mua mảnh đất của mình, báo giá được cái mảnh đất của mình rồi đó, thì các bạn, bạn đó sẽ lấy hết, sẽ những cái lối vào và những cái tất cả các mảnh đất đó, những gì trên mảnh đất đó là của bạn đó luôn. Thì đó là một cái, mình nghĩ là một cái bất công của cái game này, tại vì là các bạn đã xây tiền, các bạn đã đổ tiền vào để mà chăm sóc cái ngôi nhà, cái mảnh đất của các bạn, và các bạn lỡ vào một cái mảnh đất của người khác và các bạn không đủ tiền thuê. Các bạn chỉ thiếu tầm 1 hoặc 200 thôi, nhưng các bạn phải bán mảnh đất. Và kiểu như là các bạn sẽ mất trắng luôn phải đó. Thì luật chơi là khi các bạn hết tiền thì các bạn sẽ bị loại khỏi trò chơi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chơi demo cho các bạn một vài ván để các bạn hiểu thêm về trò chơi ha. Thì đó, nó một cái ức chế là khi các bạn bán hết rồi, nói chung là các bạn đã kiểu như là đã phá sản, không còn mảnh đất nào hết, nhưng các bạn vẫn còn tiền, thì các bạn kiểu như là chết từ từ vậy đó. Các bạn không thể, chỉ có thể nhận được tiền khi các bạn qua nhà băng đây, và các bạn không có thể nhận được tiền từ các mảnh đất mà bạn đã mua, tại vì bạn đã bị đấu giá và đã bị người khác cướp mất rồi đó. Và kiểu như là nó sẽ gây cho bạn một cái ức chế là các bạn sẽ chết từ từ tới những ngôi nhà lật xúc xắc, và sau đó là sẽ trả tiền cứ dần dần như vậy. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, thì mình sẽ chơi demo cho các bạn một vài ván để các bạn biết thêm về trò chơi này ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi demo cho các bạn để các bạn biết hiểu rõ về cách chơi của game này ha.
Thì vì đây là số tiền của mỗi người chơi lúc bắt đầu chơi thì mỗi người sẽ có 12.000 và sẽ gồm là một tờ 5.000, 5 tờ 1.000, 3 tờ 500, 4 tờ 100 và 2 tờ 50. Đó, thì và mình sẽ chơi kiểu như là theo thứ tự là 1, thứ tự chiều kim đồng hồ và tuần tự là 1, 2, 3, 4 ha. Và mình sẽ tung xúc xắc để mà mình bắt đầu. Và điểm đặc biệt là khi các bạn tung tới số 6 thì các bạn sẽ được tung một lần nữa. Và các bạn có khi bạn tung số 6 các bạn có thể có hai sự lựa chọn là các bạn sẽ tung tiếp một lần nữa hoặc bạn không tung. Nói chung là cái đó là quyền lựa chọn của bạn chứ cái đó là không bắt buộc. Và đó, ok mình sẽ bắt đầu thôi. Ok bạn số đỏ sẽ bắt đầu trước ha. 4 1 2 3 4. Thì cô này là cô xây dựng chứ không phải là cô mua. Đó, nên là bạn sau đó không có được làm gì cả tại vì hiện tại bây giờ bạn chưa có mua bán đất nào. Và bây giờ tới bạn màu xanh ha. Số 6. 1 2 3 4 5 6. Thì bạn ấy cũng không có được quyền mua, quyền xây dựng tại vì bạn ấy không có mua bất với kỳ mà hết. Bây giờ bạn ấy sẽ tung một lần nữa. 5 1 2 3 4 5. Thì bạn ấy được một cái tòa nhà miễn phí nhưng mà hiện tại bạn ấy chưa có một mảnh đất nào nên bạn ấy cũng kiểu như là không có được quyền lấy tòa nhà miễn phí. Và bạn ấy đi qua nhà băng nên là bạn ấy được 2.000 từ từ băng. Ok thì mình sẽ giúp bạn ấy lấy 2.000 từ băng đặt vào. Ok thì bây giờ sẽ tới lượt các bạn màu xanh này, tung số sách bạn ấy nè. 1 tới đây thôi, 1 thôi. Ok thì bây giờ sẽ tới lượt bạn màu vàng ha. 2 1 2. Và bên này nó cũng có một cái luật thế này là nếu mà một cái vị trí này không thể có hai người nên là ví dụ như là bạn màu xanh tiếp tục và bạn tung số sắc và bạn tung số 1 thì bạn tới đây thì bạn sẽ được kiểu như là automatic tới cái ô này tại vì một cái vị trí này không thể có hai xe đó là như vậy. Là một game thú vị của một trò chơi. Thì bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu đỏ thôi. Số 4, 1, 2, 3, 4. Thì bạn màu đỏ đi qua nhà băng nên là bạn ấy sẽ được 2.000 từ nhà băng. Và tới cô này là cô xây dựng thì bạn ấy bạn không được mua gì cả. Bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu xanh dương ha. Số 4. 1, 2, 3, 4. Ok thì không may mắn là tại vì tất cả nãy giờ thì tất cả mọi người đều không mua được gì cả. Bây giờ sẽ tới lượt mà bạn màu xanh lá cây ha. Số 1 thì đó như mình nói là bạn màu xanh lá cây tới số 1 là sẽ tới cái ô này. Nhưng mà ô này là có bạn màu vàng rồi nên bạn sẽ automatic tới cô này. Thì khi mà bạn tới cô này thì bạn sẽ được mua Bomberam hoặc là Yukiyama hoặc là cả hai luôn. Thì ok mình sẽ giúp bạn ấy mua cả hai luôn. Tại vì bây giờ lúc đó thì tiền còn nhiều mà. Thì ok Yukiyama thì gồm 1.000 mảnh đất này và mảnh đất Bomberam thì bao nhiêu đây? 500 thì bạn ấy tốn hết 1.500 để mua hai mảnh đất này. Thì đây là mảnh đất của bạn màu xanh lá cây. Đó, đây. Và mình sẽ lấy 1.500 của bạn ấy đây. Đặt vào nhà băng. Và bây giờ tới lượt bạn màu vàng ha. Ô số 6. 1 2 3 4 5.
xấu. Thì như mình nói là bây giờ cái vị trí là của bạn màu đỏ rồi, nên bạn màu vàng sẽ automatic tới cái vị trí này. Đó. Thì bạn màu vàng trước tiên sẽ bạn xin bạn nhận được 2.000 từ nhà bạn cái đã. Màu vàng ở đây. Và tiếp theo thì bạn ấy sẽ được quyền mua cái mảnh đất Lê Toi Lê. Thì mình sẽ giúp bạn ấy mua cái mảnh đất Lê Toi Lê ha. Đây. Thì cái mảnh đất này hết 3.000. Một mảnh đất đắt tiền. 1 2 3. Ok. Thì cái mảnh đất này đã thuộc về bạn màu vàng rồi. Và bạn ấy tung số 6 đó là bạn ấy sẽ được đi một lần nữa, tung một lần nữa. Một số 6 nữa. 1 2 3 4 5 6 thì đây. Bạn ấy tới cô của bạn màu xanh dương thì automatic bạn sẽ tới cô này. Và cô này là cô mua đất. Đó thì và cái ô này thì bạn ấy sẽ được mua mảnh đất Royal này, hoặc là các bạn mua mảnh đất President, hoặc là cả hai luôn. Thì bây giờ mình sẽ check xem nào. Royal thì 2.000 năm này, và President là 3.500. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chọn giúp bạn ấy mua cái mảnh đất này 3.500. Và mình kiểu như là mình sẽ tiết kiệm, tại vì nếu các bạn mua mảnh đất quá nhiều thì lỡ các bạn vào cái nhà khác, hay là mình sẽ mua hai cái luôn nhỉ? Thôi mình sẽ mua hai cái luôn, Royal và President luôn, thì chỉ mất chỉ tốn 6.000 thôi mà. Ok, thì bây giờ bạn màu vàng kiểu như là bây giờ là chủ đất rồi. Bạn ấy sẽ bỏ 6.000 để bạn mua. Đó. Ok, và bạn ấy lại tung số sắc màu số 6 nữa là bạn sẽ tung một lần nữa. 4 1 2 3 4. Thì bây giờ bạn ấy được quyền xây dựng này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ khoan, mình sẽ không xây dựng, mình sẽ tiết kiệm cho bạn ấy. Ok, vậy là kết thúc lượt của bạn màu vàng rồi. Ok, sau khi kết thúc lượt màu vàng thì bây giờ mình sẽ quay trở lại lượt của bạn màu đỏ ha. 2. Màu đỏ chúng ta đây. 1 2. Thì đây bạn màu đỏ của chúng ta ở cái ô President và ở rồi cái ô Le Toile. Nhưng mà rất tiếc là hai những cái mảnh đất này là thuộc về bạn màu vàng rồi, nên bạn màu đỏ của chúng ta sẽ không được gì cả. Và không thể làm được. Và bây giờ sẽ tới lượt các bạn màu xanh ha. 4. Ok, bạn màu xanh dương chúng ta đang ở đây. 1, 2, 3, 4. À, thì bạn ấy được một cái lối vào free. Nhưng mà hiện tại thì bạn xanh dương của chúng ta không có gì cả, nên là bạn ấy sẽ không nhận được cái này. Rất tiếc. Ok, thì bây giờ mình sẽ trở lại với bạn màu xanh lá cây. Thì bạn màu xanh lá cây chúng ta có hai mảnh đất là Pomeram và Fuyama. Thì xem bạn ấy như thế nào ha. 3, 1, 2 và 3. Ồ, thì bạn ấy sẽ được quyền xây dựng nè. Cả mảnh đất và những cái xây dựng trên cái mảnh đất mà bạn ấy đang có. Thì bây giờ mình sẽ xem cái card của bạn. Đây. Thì mình sẽ quyết định xây cho bạn ấy một cái tòa nhà Bombera 1008 này. Và cái tòa nhà đầu tiên của Fuyama 2002. Đó. Ok. Thì đây là tòa nhà đầu tiên của Ok, trước hết là mình lấy 4.000 của bạn ấy cái đã. Mình sẽ lấy
4.000 của bạn ấy, 5.000 và thối lại 1.000. Ok. Và bây giờ mình sẽ đặt cho bạn ấy. Thì đây là cái tòa nhà chính của Bombram đây. Đó. Và đây là tòa nhà chính của Fuyama. Thì các bạn, khi các bạn mỗi cái lượt các bạn xây thì các bạn xây chỉ được xây một tòa nhà cho mỗi mảnh đất thôi ha. Đó, rất là hoành tráng luôn. Thì tiếp theo thì bạn ấy, nếu bạn ấy vào cô xây nhà thì bạn ấy có thể được xây thêm tòa nhà bên này hoặc là mảnh vườn của Bombram. Ok. Thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu vàng ha. Bạn màu vàng hiện tại bây giờ là vừa đất này, có đất là nhiều luôn. 2. Ok, thì bạn màu vàng chúng ta ở đây. Thì 1, 2. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem thử là mình sẽ xây gì cho bạn màu vàng ha. Thì bạn màu vàng chúng ta hiện tại là có 3 mảnh đất là Royal này, Lê, Hoi Lê này và President. Thì cái mảnh đất President là cái mảnh đất mắc tiền nhất. Một tòa nhà của nó tới 5.000 luôn. Nhưng mà hiện tại thì bạn ấy, mình xem thế nào. Bạn ấy hiện tại chỉ có tầm 3.000 mấy thôi. Nên là mình nghĩ là bạn ấy vẫn tiết kiệm thêm một xíu đây. Ok, thì mình sẽ xây tòa nhà, sẽ lựa một tòa nhà rẻ rẻ. Nhưng mà không, không có tòa nhà nào rẻ cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ xây cho bạn ấy tòa nhà đầu tiên của Royal với 3.600 ha. Đầu tiên không đây, 3.600. Ok, đầu tiên. Ok, và tòa nhà đầu tiên của Royal là đây. Tên tên tên. Đó. Ok. Thì bây giờ nếu mà bạn ấy mua kia, bạn ấy có lối vào thì mỗi người khách mà vào á thì sẽ được cái dòng này là một sao này đó, tương ứng với một ngày thì bao nhiêu đây và tối đa 6 ngày thì được, sẽ được như đây. Đó, rất là tốt. Mình sẽ cho bạn ấy ở đây. Và đã xong lượt chơi bằng màu vàng rồi. Ok, thì bây giờ mình lại tiếp tục lượt chơi các bạn màu đỏ thôi. Thu một sắc nào, và màu đỏ không may mắn tại vì chưa có một mảnh đất nào hết. Và hiện tại chúng ta chỉ còn 3 mảnh đất là Tamaha này, Waikiki và Safari tôi thôi. Đó. Thì bây giờ bạn màu vàng tôi xác được số 6. Màu đỏ tôi xác được số 6. 1 2 3 4 5 6. Thì bạn ấy được cái ô này là cái ô mua. Nhưng mà rất tiếc là hai mảnh đất này đều của bạn màu vàng rồi. Và bạn ấy sẽ trượt tôi một lần nữa. Số 6 tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ bạn ấy sẽ được quyền mua mảnh đất Tamaha. Ok, mảnh đất đầu tiên của bạn màu đỏ. Ok. Thì đây là số tiền mà bạn màu đỏ phải trả để mua mảnh đất Tamaha, 1.500. Ok, sẽ để bên này 1.500. Ok, và bây giờ bạn ấy sẽ được tung sức một lần nữa, hy vọng sẽ may mắn. Lại một, lại số 6 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cô này là cô xây dựng này. Và khi các bạn qua cô này thì bạn sẽ mua được cái lối vào. Thì bây giờ mình, bạn ấy chỉ có một ngôi nhà, một cái mảnh đất thôi, nên bạn sẽ được mua một cái lối vào.
đây thôi. Thì lối vào hết 100. Thì bây giờ mình sẽ trả tiền cho bank và mình sẽ đặt lối vào. Mình nghĩ là mình sẽ đặt ở đây. Và cái ô này là ô xây dựng nên là mình sẽ mua một nhà. Mình sẽ mua cái ngôi nhà chính đầu tiên là 2.400. Ok, 2.500 mà thối lại 100. Ok, tòa nhà chính đầu tiên của mảnh đất Tamaha đây. Đó. Và nếu mà bạn vào mà tới đây thì bạn sẽ phải tung sổ sách để mà trả tiền thuê nhà. À, và bạn màu đó đã tung sách một số 6 nữa là bạn sẽ được tung một lần nữa. Ping, 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 ping. Số 4. 1, 2, 3, 4. Cho bạn xuất phát. Ok. Bây giờ sẽ tới lượt của bạn một xanh dương. Bạn ấy chưa có bất kỳ một mảnh đất nào cả. Ok. Số 3. 1, 2, 3. Thì khoảng không may mắn cho bạn ấy là bạn ấy vào ô mua. Nhưng mà hai ô này là đều thuộc sở hữu của bạn màu vàng và bạn màu đỏ rồi. Nên ok, bây giờ mình sẽ tới lượt chơi của bạn màu xanh lá cây. Số 1. Thì đây, bạn màu xanh lá cây vào ô này thì bạn ấy sẽ được một cái lối vào miễn phí. Thì bạn màu xanh lá cây chúng ta là có nhà Fuyama và Bomberam ha. Thì đây, nên là bây giờ bạn ấy sẽ được một cái lối vào miễn phí. Thì bây giờ mình thấy là cái nhà Fuyama là được nhiều tiền hơn đó, nên mà mình sẽ đặt ở đây. Thì cái luật mà đặt cái lối vào này thì mỗi cái vị trí chỉ được đặt một cái thôi. Ví dụ như là mình đặt cái này rồi thì những bạn khác thì chỉ được đặt bên này hoặc là bên này thôi, chứ không thể được đặt ở đây nữa. Đó. Ok, thì bây giờ lượt bạn màu xanh là hết rồi, nên là bây giờ mình sẽ tới lượt và màu vàng ha. 5. Vàng ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thì bạn màu vàng ở ô xây dựng. Và bạn ấy đã qua cô này rồi nên bạn ấy sẽ được mua lối vào. Thì hiện tại bạn màu vàng chúng ta là có 3 mảnh đất đây, nên là bạn ấy sẽ được mua 3 lối vào. Ok, thì đây là cái lối vào của mỗi bạn đây. Thì luật chơi là cái lối vào khi bạn mua á thì bạn không phải tung sổ sách này. Khi bạn mua tòa nhà thì các bạn mới được tung sổ sách thôi. Thì nãy giờ hình như là mình lại quên tung sổ sách này khi mà mình mua nhà cho các bạn ấy rồi. Ôi thật là một sơ sót. Bây giờ từ bây giờ thì mình sẽ tung sổ sách khi mình mua nhà ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua cái lối vào thì hết 700 ha. Mình nghĩ là mình phải nên tiết kiệm cho bạn ấy, tại vì hiện tại là bạn này là có lối vào, chỉ có một nhà là ở Royal thôi. Thì khi các bạn biết là khi các bạn có mảnh đất nhưng mà các bạn không xây tòa nhà đầu tiên á, thì khi các bạn tới nhà bạn thì cũng đâu bạn không có thể mà thu tiền được. Nên là bây giờ mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ chỉ mua một cái ấy thôi cho bạn, hay là mình sẽ mua hai cái cho bạn rồi Royal thôi. Hết 400, lấy lại được 100. Đó. Ok, thì mình sẽ đặt ở đâu đây? Mình sẽ đặt ở đây. Và mình sẽ đặt
Ở đây đi. Đó. Thì nếu bây giờ nếu bất kỳ người chơi nào mà vào nhà thì được một sao đây. Đó. Ok. Đây là tất cả những mảnh đất của bạn màu vàng. Ta sẽ kết thúc được chơi của bạn màu vàng rồi. Và bây giờ mình sẽ chơi demo thêm một ván nữa, sau đó mình sẽ kết thúc game ha. Thì bây giờ mình sẽ một row nữa thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ trở lại với row các bạn màu đỏ này. Đó. 2 1 2. Thì bạn màu đỏ sẽ được mua. Không, không được mua gì cả tại vì hai mảnh đất này đều của bạn màu xanh lá cây rồi. Đó. Thì cũng hên là bạn ấy không vào đây, nếu mà bạn ấy vào đây là bạn ấy đã phải đóng tiền rồi. Ok, thì sẽ tới lượt của bạn màu xanh lá dương ha. 1. Thì bạn xanh dương sẽ tới đây. Và hiện tại bạn xanh dương vẫn chưa chưa mua được cái mảnh đất nào cả. Thì đó là một thiếu sót lớn các bạn xanh dương. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt các bạn màu xanh lá cây. 3 1 2 3. Thì bạn ấy qua này nên bạn được nhận 2.000 nhà bên. Cho bạn màu xanh lá cây thêm tiền. Và bạn ấy không thể mua tại vì hai cái này là của bạn màu vàng rồi. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt các bạn màu vàng thôi. 3 1 2 và 3. Xây dựng. Thì bạn màu vàng mình thấy là hiện tại bạn ấy không có nhiều, nên là mình bạn ấy sẽ không xây gì cả. Ok, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chơi tới khi nào mà những người chơi phải trả tiền tiền thuê nhà ha. Thì mình mới đọc lại thì có một số mà mình đã một số điểm mà mình đã giải thích sai, có nghĩa là khi mà các bạn đã xây một cái đã xây hết cái tòa nhà trên cái mảnh đất của bạn rồi thì cái lượt chơi tiếp theo thì các bạn sẽ được automatic xây cái vườn đó. Thì ví dụ như là hiện tại bây giờ mình bạn màu màu xanh lá cây bạn đã xây đầy đủ hết của cái bông ram rồi, thì tới lượt sau bạn không cần phải vào cô này, bạn vẫn được xây cái vườn nếu bạn ấy muốn, bất kỳ vào thời gian nào và bất kỳ cái ô nào, miễn là bạn ấy muốn. Và khi các bạn đi qua cái vạch này thì bạn sẽ được mua cái lối vào tương ứng với những cái mảnh đất mà bạn đã xây tòa nhà chính. Ví dụ như là hiện tại bây giờ là bạn màu vàng chúng ta là có ba cái mảnh đất là Royal nè, President và Lê Tôi Hề. Nhưng mà hiện tại thì bạn ấy Resident, Royal và Lê Tôi Hề, nhưng mà hiện tại bạn trái chỉ có một tòa nhà chính của cái tòa Royal này thôi, nên là bạn ấy chỉ mua được một cái lối vào thôi, chứ không phải là hai lối vào như lúc nãy mà mình đã mua cho bạn bạn ấy đó. Và thứ hai là mình đặt cái này bị sai. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lượt chơi thôi. Ok, thì bây giờ sẽ tiếp tục lượt chơi các bạn màu đỏ thôi nào. Số 4. 1 2 3 4. Ok, thì bạn màu đỏ có được một cái lối vào miễn phí. Ok, thì bạn ấy đang có cái tòa nhà Tahama thì bạn ấy sẽ được lối vào miễn phí. Thì mình sẽ đặt cái đây. Chờ đợi. Đó. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu xanh dương thôi. Số 4. Ok.
Ok, thì bây giờ bạn ông Sơn Dương ở đâu đây? Đây rồi. 1, 2, 3 và 4. Ok, thì bạn ấy được mua Entrance, nhưng mà hiện tại thì bạn ấy không có bất kỳ tòa nhà nào hết. Nên là bây giờ vẫn hoàn không thôi. Ta được bằng màu xanh lá cây 3. 1, 2 và 3. Thì cô này là ô xây dựng. Thì bạn màu xanh lá cây chúng ta là có Fuyama và Bomberam. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy Fuyama thì hơi mắc. Tới này. Tòa nhà tiếp theo là 1.400.000 lận. Ok, nhưng mà mình sẽ giúp bạn ấy mua thôi. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ giúp bạn ấy mua cái vườn luôn. 2.500, đọc 250 và 1.400. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy 1.650. Ok, 1.650 cho nhà bank và sẽ được mảnh vườn của Bomberam đây. Đó. Và tòa nhà thứ hai của Fuyama. Đó, thì bây giờ nếu mà bạn nào mà vào á thì sẽ tới là ô này rồi. Vẫn là một sao thôi các bạn ơi, Fuyama. Nhưng mà Bomberam là bây giờ lại là 2 sao rồi nha. Bomberam bây giờ là 2 sao rồi. Ok, thì đây Bomberam và Fuyama là một trong những cái tòa nhà rẻ tiền. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu vàng thôi. 6 1 2 3 4 5 6. Thì bạn ấy cũng không được mua tại vì là 2 tòa nhà này là của bạn màu xanh lá cây rồi. Bây giờ sẽ trở lại cái lượt chơi của bạn màu đỏ. Số 3. 1, 2, 3. Ok, bạn màu đỏ được 2.000 từ nhà bạn. Cho bạn màu đỏ. Và bạn ấy tới cái ô này thì bạn em không được mua vì ô này là của bạn màu vàng rồi, màu vàng như bây giờ chủ đất rồi. Ok, thì bạn tiếp theo là bạn màu xanh dương. Số 2. 1, 2. Ôi, đây, một mảnh đất đầu tiên. Safari sẽ dành cho bạn màu xanh dương. Rồi bạn ấy vào ô này rồi. Bạn sẽ được mua. Ok, thì Safari đây 2.000. Ok, 2.000 cho nhà bank và mảnh đất này của bạn màu xanh dương. À, trước tiên là mình phải cương sắt này, hy vọng nè. Ôi, 2 lần. Ok, thì bạn ấy phải trả 4.000 để bạn ấy mua cái mảnh đất này. Thật quá tàn nhẫn. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu xanh lá cây rồi. 5. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi, bạn màu xanh lá cây đã vào cái tòa nhà Royal. Thì cái tòa nhà này của bạn màu vàng. Thì bây giờ bạn màu xanh lá cây phải tung sổ sách. 4 đêm. Ok, tòa nhà Royal 4 đêm. Đây, 1 sao này. Và 4 đêm. Thì bạn màu xanh lá cây phải trả 600. Rất buồn.
Ok, 6 chấm này của bạn màu vàng. Ok, món tiền thuê nhà đầu tiên bằng màu vàng. Vui mừng khôn xiết. Và sau đó là tới lượt chơi cuối cùng, là lượt chơi kết thúc video luôn của bạn màu vàng. Số 2. 1, 2. Và đây là một cái lối vào miễn phí. Thì bạn màu vàng hiện tại là có tòa nhà Royal. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái đấy thôi. Bạn màu vàng. Đó. Và bây giờ thì mình cũng kết thúc game luôn các bạn ha. Thì các bạn nghĩ sao về game này thì các bạn nhớ comment cho mình biết ha. Hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình. Bye.